FBI, TikTok là một mối đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Christopher Wray, giám đốc cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI, cho biết đại công ty truyền thông xã hội TikTok là một mối đe dọa đặc biệt đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, do công ty này có mối liên hệ với đảng cộng sản Trung Quốc. Trình bày trong phiên điều trần của ủy ban an ninh nội địa hạ viện hôm ngày 17 tháng 11, ông Gray nói các nguy cơ bao gồm khả năng là chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để kiểm soát việc thu thập dữ liệu của hàng triệu người dùng hoặc kiểm soát thuật toán khuyến nghị vốn có thể được sử dụng cho các hoạt động gây ảnh hưởng nếu họ chọn làm như vậy. Vào hồi tháng 10, Forbes xuất bản một báo cáo trong đó phơi bày âm mưu của các nhân viên người Trung Quốc tại TikTok nhằm giám sát vị trí và thông tin cá nhân của những người Mỹ nhất định mà không rõ lý do ngoài tác động đáng sợ của việc bị theo dõi bản tin đã làm sáng tỏ mối liên hệ đáng lo ngại của tiktok với biden vì luật của đảng cộng sản trung quốc yêu cầu mọi dữ liệu được lưu trữ ở trung quốc hoặc bởi các công ty thuộc sở hữu của trung quốc phải được giao cho đảng cộng sản trung quốc nếu được coi là một vấn đề an ninh quốc gia điều này có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào mà tiktok lưu trữ ở trung quốc hoặc gửi đến biden đều có thể bị đảng cộng sản trung quốc thu thập và khai thác ông gray từ chối bình luận công khai về việc liệu chế độ bắc kinh có đang trực tiếp sử dụng một trong hai công ty này để phá hoại an ninh quốc gia của hoa kỳ hay các hoạt động đó có thể diễn ra như thế nào nhưng ông nói rằng ông có thể cung cấp thông tin mật cho ủy ban để giúp đưa ra phán đoán về vấn đề này